khoảng 20 công tố viên và 20 cảnh sát đột ngột khám xét nhà bà Bolate 29/3 và dinh thự vào sáng ngày 30 tháng 3. Tổng thống Peru nói trong một cuộc họp báo, tôi đã nhậm chức với bàn tay trong sạch và do đó tôi sẽ thôi chức tổng thống vào năm 2026. Bà Dina Bolate cho rằng cuộc vụ khám xét là biện pháp không phù hợp và lạm dụng. Nhà của bà Bolate nằm ở quận Sequillo ở thủ đô Lima, cách dinh thự nơi bà làm việc vài km. Nhân viên ở dinh thự điện đã cung cấp tất cả phương tiện cần thiết cho quá trình thẩm định. Tổng thống Dina Bolate cho biết trên mạng xã hội 10 và cho biết thêm rằng việc này được thực hiện bình thường và không có bất kỳ sự cố nào. Thủ tướng Peru Gustavo Adrianzen cũng chỉ trích vụ khám xét. Ông viết trên X, gây ra những ồn ào chính trị như vậy là việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đầu tư và toàn bộ đất nước. Chuyện xảy ra trong vài giờ qua là hành động không cân xứng và vi hiến. Hai tuần trước, các công tố viên bắt đầu điều tra sơ bộ sau khi chương trình LAN Serona đưa tin rằng Tổng thống sở hữu một số đồng hồ Rolex. Cuộc điều tra lần này được thực hiện nhằm xác định liệu có cơ sở để điều tra chính thức Tổng thống hay không. Bà Bolate, lên nắm quyền từ tháng 12 năm 2022, thừa nhận bà sở hữu đồng hồ Rolex mà bà mua bằng số tiền kiếm được từ khi còn trẻ. Văn phòng công tố cố gắng kiểm tra những chiếc đồng hồ tại văn phòng của bà Bolate hôm 27 tháng 3 nhưng không thành công. Cuộc điều tra nhằm vào bà Bolate là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ điều tra nhằm vào nhiều tổng thống và quan chức cấp cao Peru trong những năm qua.